Đường này súng dây thần quần sao không hát cho người còn hát như chim chim sầu.
Lùng sướng quá vậy Lùng. Cơm con thằng do hết luôn. Sáng dậy thì đứng chờ ha. Y vua. Mày đi đâu? Giờ không lẽ em đứng đó mày cũng chết à? Qua lại.
không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa. Không có gì, không có gì gọi là sức thương keo, nhưng mà cứ ngắm nhầm nghĩ rõ đi đó. Câu hỏi. Giọng pháo trước. Giọng pháo á, không giọng ngựa. Giọng quá ông chơi ban giữ. Giọng ra ngựa giữ pháp lợi. Khỏi hôn. Đập như chiếu để chạy xe. Giữ lợi, mình giữ lợi. Ăn cái mình giữ lợi. Nghiêng bóng dài đen soi bước chân dìu em qua thị trấn sau những ngày đánh trận, đưa nhau về đây chân quen đã soi những ngày đêm tối xa lầy mà quá nhiều chết gì đâu. Tôi lính trận vượt xuôi đó đây tạm buổi chơi ngầm ấy sau mấy đường thang đã mê trốn bỏ như này mơ thắng thầy lần yếu cắt chỗ mà à, dán sau ăn người về thấy chỉ rồi. Mũi tuần xoay dưới ánh đèn nhẹ chịu không nổi, nghe thấy nội lực này là nghe ớn rồi. Câu ca tiếng nhạc này vẫn còn mong dung có rượu cây men quà ơi có hoa thân một ngày vui nào dân cái thôi. Mình phải dân hôm nay không có xuất hiện. Anh sẽ thấy người mộ này chèo khoảng chuyến với người ta mộ xuống bằng chạy xôi nè. Anh thấy nó này ở cái cuối cắm đầu anh còn biết. Thằng nào cũng được. Tôi biết là gặp nhau phải gặp nhau, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào chứ. Gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Anh nghe hát chết đen. Chết đen. Chết đen. Hát dữ à?
chúng tôi. Rồi sẽ đến lượt tôi, giờ sẽ đến lượt tôi. Cao bình bộ đi. Cao đi bộ. Bà đi quá tay, chỉ đi bộ không chịu đi. Chạy à. Chạy à. Chạy. Chột con chuột. Để ra đời. Nghe câu nói anh tí là bao kiếm mà lại dùm nghĩa nghe nha. Rồi rồi nghĩa. Nghĩa cho má. Sao có nước phi tượng này giống nước của ông cái gì ông ơi. Cái gì qua rồi. Bên cát. Đúng không? Dạ, chỗ này sao mình bị lép lép rồi ta? Lại đây là bảy mùi hồng phánh. Bánh cháo mùi kinh dị. Chai nào cũng của ông hết á. Hai chai này không có ai uống. Cái chai này đi, cái chai này nắp đi. Còn cái chai này quyết định uống nhà máy tèo. Đây đâu có ai uống chai lạnh. Mới bỏ vỏ công của ông hết. Chuyển chiêu rồi, chuyển chiêu rồi vậy hả?
chuyển chiêu. Đổi xe có gì quýnh đó, vô xe có gì quýnh đó. Nào, có xe, xe cục cây. Quyết định rồi, em bỏ cây rồi thì phải tới chỗ khác chơi. Mình cho nhau thời gian trái đó buồn hay vui à, rồi sẽ bán đi lên gạo về lại về nơi dân tâm có chừng nào giọng hí hợp tới xe tập kiếm này, tập kiếm mày cho dân nổ em kiếm lên là bắt ra nó bước ra gãi luôn lên lên pháo bắt cái tâm chiếu pháo bình bắt mình lùm phía bao chú chắc là dưới luôn nghĩ là không cho chút đi vô rồi anh uống cửa quen rồi nên anh đánh chốt hay khổ gì đó mấy chốt mà mồ hồ anh thôi ông ơi chốt gì hay thôi ông ơi mấy tao sao dám mày trời gì đó lắp lỗi cho mai từ lâu tôi miệt mài xuôi quân dù mãi tìm đâu khắp các nào Yeah.
Xin chống thủy lên đừng chết à, xe là phải mắc chết à, chỉ là phải mắc hồi hồi nói sớm sớm đi dân về cái này chống thủy lên là chơi được. Kín kín gớm quá, mở giờ tắm tắm nè.
Lao xuống cho một thằng điên. Lao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn tôi nhiều. Sao không có bắt xe ta? À, sao nó bún mai mai không mà trời. Bằng mấy rồi hả nghe? Bằng mấy rồi hả? Xe à, chơi bắt xe thì được. Nó gieo rồi. Rồi tôi không thấy được chưa mấy ông khó chịu quá. Trời ơi, tin được không? Bỏ bỏ nhà quá đi luôn rồi. Ai ai. Tin được không? Tin được không? Tin được không? Bỏ nhà quá đi luôn, rồi dễ sợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bảy giờ sai hoàn toàn rồi. Yeah.